Theo em thì cái con người mà em đang hướng tới là một chàng thanh niên như thế nào? Dạ, cái mẫu người đàn ông mà kiểu như là sẽ thu hút được em á là phải kiểu như phải điềm tĩnh. Em không thích một người nói quá nhiều nhưng mà không làm được gì hết. Bây giờ anh thấy người bên đây điềm tĩnh không? Nhưng mà cái kiểu cũng chưa chắc anh, có nghĩa là muốn tạo thu hút với em mà tại vì khi mà gặp nhau kiểu anh đã không nói, em không nói nữa thì sẽ không biết là anh muốn tạo niềm vui để thu hút em á ha. Dạ. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì em còn muốn thêm điều gì ở người bạn trai của mình? Chắc là hiếu thảo. Chị nghĩ là khi mà một người đàn ông nào đó, khi mà người họ hiếu thảo với gia đình họ thì sau này có khi mà lấy em về á thì cái khả năng á hiếu thảo với bên nhà em. Bây giờ bên kia đưa ra cái mẫu lý tưởng về em, có em cảm giác là em đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Chị ơi, anh nói chút xíu, em đừng nói anh nói nhiều nha chị nha. Dạ. Dạ. Là có những cái điểm mà bạn đó nói thì nhưng mà đối với em nó cũng hơi chung chung. Ví dụ như gần nhất là em nghe hiếu thảo á, nó làm sao em? Khi mà em yêu anh lâu ngày khi mà thì em sẽ tự cảm nhận được anh là con người như thế nào á. Ừ, tại em biết sao, anh cũng coi chương trình một vài tập á thì anh thấy ví dụ như một trong những sự hiếu thảo nhất á là ví dụ bây giờ là cái mở màn ra cái em thấy em cũng khoái anh cũng khoái em rồi, cái mà má em nhất định không có chịu anh, kêu là anh nhìn chơi bời quá, anh nhìn lông bông quá, hoặc là anh nhìn như vậy thì cái cuộc đời em có vẻ là không có ổn định như em mong muốn á. Thì như vậy thì nếu em hiếu thảo là coi như em sẽ bỏ anh không? Không, thật ra là ba mẹ em rất là muốn em có bồ. Em xin bật mí với mọi người, với lại chị Hồng Vân, với anh Nguyễn Linh và anh bên kia luôn. Linh chưa nhớ tên anh luôn hả trời? Không, em nhớ tên nhưng mà cái kiểu em muốn kêu vậy. Thế mẹ em kiểu như là rất là sợ em bị lét. Là ngày nào gọi điện cho em là cũng là hỏi là hôm nay có bồ chưa. Mà ngày nào cũng gọi cái kiểu như là chỉ cần ra ngoài đường có bồ là được. Nói chung là bà thầy bói nói là tháng 11 này em sẽ có hỷ sự. Và mẹ em cứ đếm từng tháng là sắp đến tháng 11 rồi, sao chưa có bồ nữa, thì chừng nào có đám cưới rồi này nọ. Bị ế là mẹ em cũng muốn em lấy chồng, nhưng mà chị muốn hỏi là bây giờ nếu mà mẹ em không chịu chị mà em rất là thương chị thì em sẽ hiếu thảo hay là đó, em... Ý anh là hiếu thảo là vậy đó, cưng, đó chứ không phải là đặt trường hợp vậy. Ví dụ như mình hiếu thảo là mình cứ phải có mẹ mình, cha mẹ mình nói gì là mình nghe hết không? Ý anh vậy thôi. Anh nè, anh thì anh không nghĩ anh là bất hiếu. Ví dụ như ba mẹ anh, tức là ba mẹ nhiều khi chị Hồng Vân, anh Nguyễn Linh biết là thế hệ xưa đó, thì trong cuộc đời của em thiệt sự, ví dụ như em nói là bây giờ em không phải là quá là thành công hay là gì, nhưng mà nếu mà em chỉ nghe lời ba mẹ em thì em cũng không được như bây giờ. Trong cái chuyện tình duyên cũng vậy, trong lịch sử ba mẹ cũng sẽ có nhiều cái mối chọn là thích với mình, nhưng khi mà em thấy là không phù hợp thì em cũng không có đồng ý. Anh không biết là nếu tính của anh như vậy có hiếu thảo hay không, có hiếu thảo hay không? Dạ, theo em nghĩ cái kiểu như anh chị là anh chị có chính kiến riêng chứ không phải. Rồi, đàn trai. Dạ. Yeah. Xin mời nhà gái. Rồi, mời em trai. Đầu tiên là em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ, chào mọi người đang ngồi ở dưới. Em tên là Hoàng Thiên Minh Trị, 33 tuổi. Dạ, em đang làm cố vấn y khoa cho một phòng khám về chuyên về da liễu thẩm mỹ. Dạ. Mình giới thiệu về bản thân đi cưng. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Nguyễn Linh ạ. Chào bạn trai bên kia và tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Cẩm Chi, hiện đang là nhân viên văn phòng của một công ty là bất động sản. Em năm nay 28 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Quê thì ở Bạc Liêu ạ. Em ở quận mấy vậy? Dạ, em ở Tân Phú ạ. Còn chị ở quận mấy? Dạ, ở cũng gần sát bên á, ở Phú Nhuận. Phú Nhuận là về sát bên rồi. Dạ. Em có ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái bên kia nghe luôn. Em thấy mạnh nhất của em á là dễ chịu. Còn điểm yếu của em á thì em hơi lì. Nhưng mà em thấy bởi vì cái gì nó cũng có hai mặt. Bởi vì em lì nên thành ra em mới có được cái sự dễ chịu kia. Ví dụ như bây giờ mọi người nói chuyện đó là khó vượt qua, khó làm được, nhưng bởi vì em lì em sẽ làm được chuyện đó. Mà nếu mà lỡ không làm được thì cũng không sao. Nhưng mà nữa có vợ nè. Mà chê lì là mệt lắm rồi đó nha. Thì cũng mong là cái người bạn của mình đó họ cũng chấp nhận được cái chuyện đó. Em lì cỡ nào? Lì lắm, lì ghê lắm. Lì ghê lắm luôn hả? Lì lắm. Nó nói nhiều khi xíu nên Quyền Linh ví dụ nói chuyện em đi chứ em không nghe lại không nghe. Em nghe em sợ không em? Không, lì gì vậy em dạy lại. Về em dạy lại. Rồi. Em dạy lại đúng không? Ừ. Đâu em nói luôn điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là dễ thích nghi,
thấu hiểu á chị. Mặc dù em ế nhưng mà cái kiểu em là tổng tài chia sẻ, kiểu như mọi người là hay tư vấn tình cảm cho mọi người à. Có chí tiết thủ trong công việc. Mà rồi em có điểm yếu gì không cưng? À, chắc là cầu toàn. Tính tình có nóng hoặc có lì như bên bển không? Cái này là không biết là điểm yếu hay điểm mạnh, nhưng mà em cảm giác là em khá là ngoan á, cho nên là thường bị người ngoài bắt nạt, nhưng mà khi mà bồ em thì em bắt nạt lại. À, thấy em thấy thấy em ngoan vậy chắc không dạy nổi em rồi. Thầy cô bao nhiêu năm rồi, em học đại học rồi đời kia nữa, mà cả 20-30 năm không ai dạy gì hết trơn mà sao dạy nổi. Khó lắm. Nói nghe nè chị ơi. Dạ. Yeah. Chị em còn chưa nhớ tên. Anh Trị. Dạ. Trị á, em Trị á. Bà ủa, nghe thấy đó. Thấy tên Trị là em biết rồi, bên nào chị bên nào, bởi vì dạy khó lắm. Trị mà nó không có chữ bất ở đầu. Yeah. Đó, chừng nào mà có chữ bất thì mình mới dễ sợ, mình sợ đúng không? Dạ. Yeah. Chỉ Trị không thôi. Em nhớ tên bạn này không? Dạ chưa, em nói nhỏ xíu à. Bây giờ tôi thắc mắc nè. Yeah. Bây giờ nhà trai như vậy mà lý do tại sao có mặt ở đây? Trước khi người ta nghĩ tới cách người ta chỉ mình, người ta chị mình, người ta quyết định bỏ mình rồi. Tới giờ mới ra giày. Ồ, tại vì bất trị quá đúng không? Ừ. Em cũng khó nhường, nếu mà vô lý là em không nhường đâu. Ờ. Em rất là thương cưng, nói chung là sẽ yêu thương đó. Ví dụ xài khổ nhục kế là em có nhường không? Ví dụ giờ ta không nói gì chứ ta khóc không? Có nhường cho xỉu luôn quá. Khóc với xỉu thì em ngồi bật ngồi em ngồi coi tivi. Chị hỏi nè, em có mấy mối tình rồi? À, hồi xưa thì em cũng thiệt chứ em hay nói vậy nè, bàn tay bàn chân đếm là gần hết. Bởi vì thật ra thì nhiều với lại nó ngắn quá. Em gặp người nào rất là ghen, thật sự luôn. Tức là họ chỉ có vui thời gian đầu khoảng 1 tháng này, 2 tháng, cho tới thứ 3 là họ bắt đầu ghen. Mà mình lúc mà ghen á là không khí nó ngột ngạt. Và em tính em không có chịu được ngột ngạt thiệt sự. Phụ nữ thì em thấy là đa số họ đều rất là kiểu như là thích mọi thứ phải trong tầm kiểm soát. Trong tầm kiểm soát, nhưng mà để kiểm soát người đàn ông thật ra rất là khó. Thật ra thì đàn ông nói dối, hay là đàn ông mà họ sinh tật hay họ giấu giếm, đa phần là bởi vì người phụ nữ họ quá là khắt khe. Cái kinh nghiệm của em thật ra là những cái của em nó bị ngang xương giữa đường gãy gánh, đa số là vì chuyện là đó. Như vậy thực. Yeah. Ra như vậy là vài cái gian dở mấy chục cái lên đênh này đúng không? Yeah. Qua đây, đi qua đây nè, nhanh đó. Lên đây là, cô bé anh rất là mong manh. Trời ơi, cái này là chỉ có xỉu thôi chứ không biết dạy kiểu gì nữa đó. Gương mặt rất là khả ái ha. Em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình chính thức và nhiều mối tình không chính thức. Có đếm đủ 10 ngón tay không? Chắc hơn rồi. Em không nhớ, nhưng mà có 2 mối tình chính thức. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 7 năm. Là trong vòng từ 7 năm đến nay thì em không quen ai nữa. Lý do? Cũng có nhiều người theo đuổi em, nhưng mà cái cảm giác mà họ mang đến cho em á, em không có cảm giác được an toàn á. Theo em thì cái con người mà em đang hướng tới là một chàng thanh niên như thế nào? Dạ, cái mẫu người đàn ông mà kiểu như là sẽ thu hút được em á là phải kiểu như phải điềm tĩnh. Em không thích một người nói quá nhiều nhưng mà không làm được gì hết. Bây giờ anh thấy người bên đây điềm tĩnh không? Nhưng mà cái kiểu cũng chưa chắc anh, có nghĩa là muốn tạo thu hút với em mà, tại vì khi mà gặp nhau kiểu anh đó không nói, em không nói nữa thì sẽ không biết gì là. Anh muốn tạo niềm vui để thu hút em á ha. Dạ. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì em còn muốn thêm điều gì ở người bạn trai của mình? Chắc là hiếu thảo. Chị nghĩ là khi mà một người đàn ông nào đó, khi mà người họ hiếu thảo với gia đình họ, thì sau này có khi mà lấy em về á, thì cái khả năng á, hiếu thảo với bên nhà em. Bây giờ bên kia đưa ra cái mẫu lý tưởng vậy, em có, em cảm giác là em đáp ứng không bao nhiêu phần trăm? À, chị ơi, anh nói chút xíu, em đừng nói anh nói nhiều nha chị nha. Dạ. Dạ. Là có những cái điểm mà bạn đó nói thì, nhưng mà đối với em nó cũng hơi chung chung. Ví dụ như gần nhất là em nghe hiếu thảo á, nó làm sao em? Khi mà em yêu anh lâu ngày khi mà thì em sẽ tự cảm nhận được anh là con người như thế nào á. Ừ, tại em biết sao, anh cũng coi chương trình một vài tập á, thì anh thấy ví dụ như một trong những sự hiếu thảo nhất á là ví dụ bây giờ là cái mở màn ra cái em thấy em cũng khoái anh cũng khoái em rồi, cái mà má em nhất định không có chịu anh, kêu là anh nhìn chơi bời quá, anh nhìn lông bông quá, hoặc là anh nhìn như vậy thì cái cuộc đời em có vẻ là không có ổn định như em mong muốn á. Thì như vậy thì nếu em hiếu thảo là coi như em sẽ bỏ anh không? Không, thật ra là ba mẹ em rất là muốn em có bồ. Em xin bật mí với mọi người, với lại chị Hồng Vân, với anh Nguyễn Linh và anh bên kia luôn. Chưa nhớ tên anh luôn hả trời? Không, em nhớ chị tên, nhưng mà cái kiểu em muốn kêu vậy. Thì mẹ em kiểu như là rất là sợ em bị lét. Là ngày nào gọi điện cho em là cũng là hỏi là không ra có bồ chưa. Mà ngày nào cũng gọi, cái kiểu như là chỉ cần ra ngoài đường có bồ là được. Nói chung là bà thầy bói nói là tháng 11 này em sẽ có hỷ sự. Thế là mẹ em cứ đếm từng tháng là
sắp đến tháng 11 rồi, sao chưa có bồ nữa, thì chừng nào có đám cưới rồi này nọ. Bị ế là mẹ em cũng muốn em lấy chồng, nhưng mà chị muốn hỏi là bây giờ nếu mà mẹ em không chịu chị, mà em rất là thương chị thì em sẽ hiếu thảo hay là em... Ý anh là hiếu hiếu thảo là vậy đó Cưng, chứ không phải là đặt trường hợp vậy. Ví dụ như mình hiếu thảo là mình cứ phải cứ mẹ mình, cha mẹ mình nói gì là mình nghe hết không? Ý anh vậy thôi. Anh nè, anh thì anh không nghĩ anh là bất hiếu. Ví dụ như ba mẹ anh, tức là ba mẹ nhiều khi chị Hồng Vân anh Nguyễn Linh biết là thế hệ xưa đó, thì trong cuộc đời của em thiệt sự, ví dụ như em nói là bây giờ em không phải là quá là thành công hay là gì, nhưng mà nếu mà em chỉ nghe lời ba mẹ em thì em cũng không được như bây giờ. Trong cái chuyện tình duyên cũng vậy, trong lịch sử ba mẹ cũng sẽ có nhiều cái mối chọn là thích với mình, nhưng khi mà em thấy là không phù hợp thì em cũng không có đồng ý. Anh không biết là nếu tính của anh như vậy có hiếu thảo hay không, có hiếu thảo hay không. À, dạ theo em nghĩ cái kiểu như anh chị là anh chị có chính kiến riêng chứ không phải là không hiếu thảo. Bà là gái đi với ai? Em đi. Dạ, em đi với ba người bạn thân của em ạ. Lời đầu tiên thì cho phép Khôi xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả các bạn khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Thì Cẩm Chi là bạn thân của Khôi ở trường đại học. Thì Chi ơi, Khôi thì Khôi cảm nhận chàng trai bên đây là một người đàn ông rất là cởi mở, vui vẻ và phóng khoáng. Khôi nghĩ là khá ổn, nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Chị đi với ai? Anh lộn tên em nữa rồi. Em đi với lại em trai của em. Em ruột. Thì dạ không, em nói chung là một cái mối quan hệ rất là lâu rồi, bởi vì em đã làm trợ lý cho em trong suốt thời gian qua. Dạ con xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân, con là Trọng Duy, là trợ lý của bác sĩ chị. Thì nãy giờ khi mà con ngồi con nhìn á thì con thấy là chị này có vẻ là hợp với phòng khám của bên con hơn là hợp với bác sĩ chị. Ủa là sao? Em nói lại anh. Dạ dạ. Khi mà ngồi nhìn bạn nữ, chị nữ này á, có một cái vẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng và an toàn. À, chứ không hợp bác sĩ trị đúng không? Dạ, cái đó còn tùy bác sĩ trị nữa. Dạ. Em nó hay nói, anh biết người lớn xong nó xài từ an toàn á. Cái từ đó không có tích cực lắm đâu. Bởi vì khi mà mình làm mình không có nghĩ đến gì mới á, thì em mới kêu là thôi tụi em an toàn quá vậy, sống an toàn hoài vậy làm sao mà thì phát triển. Giờ đó, an toàn là sao? An toàn sao này? Kỳ quá, nói vậy liền. Thì mọi thứ nó sẽ nằm đằng sau cái màn đó, thì để từ từ mình khám phá nha. Con thấy mở rào được rồi đó, cái ca này hơi đặc biệt á. Rồi nào, mở rào. Đừng có qua khám nha bác sĩ. Bắt đầu đi. Cái này là quà. Anh mở ra đúng không? Anh mở ra đúng không? Sách, em đúng là cô gái văn chương rồi. Những chuyến tàu mùa hè. Bên trong này. Ủa, có một cái thiệp. Có một cái thiệp nữa, đúng rồi, đúng rồi, anh thấy có cái thiệp. Đây, cái thiệp ở đây. Ở trong, anh mở ra. Ôi cha. Cái này cũng giống em lắm nè. Đây đây. Anh đọc đi anh. Dạ. Xin chào, rất vui được gặp anh trong những tháng ngày bình yên và tươi đẹp này. Gửi tặng anh quyển sách em thích và những chuyến tàu mùa hè sắp tới của em. À, cảm ơn em. Anh thì còn là có một cái món quà nhỏ nhỏ xíu. Anh không an toàn cho tới thời điểm này á. Thành ra là em cũng đừng quá ngạc nhiên khi kiểu món quà của anh. Nhưng mà em mở thử đi. Cái gì vậy? Ủa là sao? Là không có cái gì trơn hả? Không cũng được. Nếu mà em thì em nghĩ cái này là như thế nào? Ở trên đây có trái tim thì chắc em nghĩ là anh sẽ để trái tim của anh vô đây. Em suy nghĩ theo cách rất là văn chương. Khi mà mình gặp nhau ở đây, anh không nghĩ là cái thời gian ngắn ngủi của chương trình này nó đủ để mình tìm hiểu. Anh nghĩ là với cái hộp rỗng này nè, thì nó sẽ dành chứa đựng cái thời gian mà sau này mình có thể có nhiều cuộc gặp gỡ hơn. Và đặc biệt là anh sẽ mời em tới cái chỗ của anh để biết nhiều về anh hơn. Cảm ơn. Được rồi. Rồi hai bạn cứ trao đổi với nhau đi nha. Em chào anh. Mình mới ngồi xa vậy. Ok. Anh thấy em sao? Em là cô gái rất là xinh đẹp. Dạ cảm ơn anh. em bắt đầu anh thường để cho phụ nữ bắt đầu câu chuyện trước. Em bị cướp. Kiểu như tại vì công việc của em thì hay đi
Nói chung là em đi sự kiện đồ này nọ, cuối tuần đồ thì có ảnh hưởng. Ví dụ như là khi mà chúng ta hẹn hò thì sẽ tần suất gặp nhau thì như thế nào? Cái công việc của em thì thời gian rất linh động đúng không? Dạ không linh động ạ, vì em làm bất động sản á, cho nên là thường đi vào cuối tuần. Thì với anh thì cái chuyện... Với lại là ở nhà, kiểu như em ở trọ, 10 giờ đóng cửa rồi, em đi phải đi rất về rất là sớm. Nói chung là rất nhiều cái gọi là trở ngại đúng không? Dạ. Thì anh cũng chia sẻ với em, thực ra là anh là một người bắt đầu có cái sự nghiệp riêng rồi. Thì với anh không có làm gì hành chính. Thời gian đối với anh nó không phải là thời gian nó quá là trống, nhưng nó linh động hơn những người khác. Dạ. Nhưng mà khi mà yêu nhau thì em muốn là thời gian đầu là phải gặp nhiều. Anh nhường em. Còn anh khi... có thể gặp bất kỳ lúc nào em muốn. Dạ. Ừ. Gần như mọi người nhiều khi nhìn anh họ tưởng anh là thất nghiệp đó chứ. Không sao. Anh có biết hát không? Một chút xíu. Thì anh có thể tặng em một đoạn cho một bài hát nào đó anh thích được không? Ừ. Bé em muốn nghe liền bây giờ không, hay là mình nói chuyện hồi nữa xong rồi tới lúc mà đỉnh điểm của cảm xúc thì anh hát cho em nghe. Em thích sao anh cũng nhường hết. Anh nói chuyện cũng được. Anh hỏi em đi anh. Anh không biết là với em thì những cái chuyện đó nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của em, những chuyện mà được dự đoán trước do bà bói. Thật ra là không có ảnh hưởng, kiểu như em đi coi là do là mẹ em bốc về, có nghĩa là mẹ em kêu thầy bói lại tận nhà coi luôn là em đã vào cái thế bí rồi. Chứ thật ra em không tin. Nhưng mà lúc đó bà bói đó em còn nhớ bà kêu em cái người mà sẽ đi với em tới cuối cuộc đời đó là tuổi gì không? Dạ 5 tuổi. Tí, Thân, Mùi, Ngọ với Thìn. À mà anh không nằm trong 5 tuổi đó. Em nói em không tin, nhưng anh hỏi thì để biết là em còn nhớ không? Bởi vì ví dụ như cái gì anh không tin anh sẽ không nhớ, nhưng em vẫn nhớ tới 5 cái. Không, tại vì trí nhớ của em tốt. Nếu mà anh không nằm trong 5 tuổi đó thì em thấy sao? Không, thật ra thì kiểu như khi mà em yêu ai rồi là em sẽ gạt hết tất cả tiêu chuẩn của em. Thật sự thì em nghĩ nha, bởi vì anh thấy dạo này có một cái trào lưu á, phụ nữ không nên thông minh quá. Phụ nữ thì cứ ngu ngơ đi để cho đàn ông lo cho mình. Thì em thấy cái quan điểm đó như thế nào? Người ngoài nhìn vào thì cái kiểu như là sẽ không nghĩ là em thua đàn ông, nhưng mà em tự nhận xét là em cũng sẽ thua mọi người. Nói chung là những người cũng có những người tài giỏi hơn em, với lại là mục tiêu kiểu như là kiếm chồng của em á là phải hơn em một cái đầu. Có nghĩa là em cũng phải là dựa vào họ. Nếu anh nói với em là anh chưa đủ để em có thể dựa hoàn toàn vào anh, em vẫn phải đi bán bất động sản mỗi ngày mỗi tháng, em vẫn phải chốt từ 2-3 căn hộ. Dạ em không phải làm sale anh. Hả? Em là marketing thôi. À như vậy thì em phải có một cái áp lực là em phải hỗ trợ mấy bạn sale bán một tháng phải 10 căn hộ ví dụ vậy. À thật ra là em cũng là người độc lập, khi mà quen thì em cũng sẽ không cần bạn trai phải chu cấp toàn bộ cho em. Có nghĩa là em sẽ tự lo được, ngay cả chuyện mà khi mà em kết hôn rồi á thì em cũng sẽ không có cái chuyện là sẽ nghỉ ở nhà để cho chồng nuôi. À thì đúng là như vậy đâu, cũng cái điểm rất là hay. Lương anh chỉ độ 10 triệu đổ lại thì em nghĩ em có chọn người gì không? Cái đó là tùy thuộc vào anh có làm cho em muốn ở bên anh hay không thôi. Chị nghĩ là đã đến lúc mà tụi em phải trước là tặng cho nhau món quà về tinh thần. Anh cũng nói là anh chuẩn bị rất cũng kỹ. Hôm nay thì anh có một bạn theo đàn cho anh nữa. À, thật ra là anh muốn tự đàn nhưng mà anh sợ là lúc lên đây gặp em anh run quá, anh đàn bị hư, anh sẽ hát tặng cho em. Đây là một bài hát được viết bởi nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích. Có thể đó nắm tay bài, tùy theo cảm xúc nha em. Chớ là quên lời sao ta? Em đánh thêm vòng nữa đi anh quên lời rồi. Sắp rồi. Đã có phút chốc bỗng thấy giấc mơ về em, có lẽ bắt đó khiến anh không thể quên. Tiếng nói ấm áp vẫn cứ vang trong tim thương, em đã xa rồi không còn bên anh. Những lúc thức giấc chỉ muốn thấy em ở bên, cho em vuốt khẽ mái tóc rối đôi bờ môi. Anh muốn rất muốn nói những tiếng yêu cùng em, vì yêu là rất nhiều, vì yêu là yêu mãi.
như chắc có lẽ những điều chờ mong sẽ không xảy ra. Khi em xa anh vội vàng bỏ xa hết tháng ngày qua, em đang nơi đâu có nghĩ về anh dẫu chỉ vài giây. Dù thời gian vẫn cứ trôi theo tựa mây. Baby, hãy đến với anh một lần ôi, hãy cho tiếng yêu anh trao người. Dù lần đây là lần cuối, anh sẽ nói hết cho mai. No. Hãy đến với anh một lần ôi, và cho hết những phút sai lầm. Anh hứa trọn đời mãi bên em, chẳng khiến em thêm buồn đau. Bác sĩ nhiều tài quá bác sĩ ơi. Em đã từng tham gia Vietnam Idol vào tới top 7. Wow. Vòng chung kết. Rồi. Thật sự là nói, thật sự thì chúng tôi đã dành thời gian các bạn rất là nhiều hơn những cặp đôi khác luôn. Để các bạn có thể trao đổi, để hiểu nhau nhiều hơn. Để tay nút bấm đó các bạn. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em không bấm. Dạ, em nghĩ là Cẩm Chi á là một cô gái rất là tuyệt vời và hiền lành. Em rất là an toàn. Thì anh nghĩ là một người như anh thì nó sẽ không phải là một cái chỗ dựa quá chính xác cho em trong cái cuộc đời hành trình dài sắp tới. Đó là ý kiến của anh. Cảm ơn bác sĩ, em đã nghiêm túc chính với trái tim của mình đó. Chi ơi, ở ngoài kia còn rất là nhiều bạn trai có thể bấm nút cho em. Yên tâm, em là cô gái rất là xinh đẹp. Em cũng rất là thích chăm sóc về ngoại hình của mình. Bởi vì em rất là xinh thì anh sẽ có một cái gói đặc biệt dành cho em ở phòng khám của anh. Chỉ riêng em thôi. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot người bảo vệ hữu hiệu. Mỗi bạn sẽ nhận được một liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám thế giới sắc đẹp, giúp bạn nâng tông trắng da, tăng sinh collagen, trẻ hóa tế bào, đặc biệt giải quyết dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Tặng mỗi bạn một bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Rồi, chúc hai bạn sẽ tìm được một nửa của mình ha. Rồi,